Hello mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay bây giờ lại có mặt tại nhà thờ giáo xứ Linh Hải nhá. Sáng Hà Tiến nhá. Rất là đẹp các bạn ạ. Nhà thờ giáo xứ Liên Hải xã Hà Tiến. Đăng livestream. Tí nữa chụp ảnh. Nhảy đi, có bài nhảy gì không? Không múa. Tập đi cứ quay nào. Tí chụp ảnh. Đây là tập người cho. Ê, chú quay à? Đây à? Không chụp ảnh à chú? Đó, chú đang livestream, xong đi chứ. Tập đi, tập đi, chú có like đi nào. Quay mặt xuống đây đúng không? Ở đây có rất nhiều các bạn học sinh đang tập văn nghệ để cho chương trình Noel ngày tối ngày 24 tại nhà thờ giáo xứ Liên Hải xã Hà Tiến các bạn ạ. Ở đây thì rất là đông vui và nhộn nhịp, rất là nhiều những bạn trẻ cũng như là các bạn nhỏ thiếu niên nhi đồng đang đi chơi ở đây. Đây chúng ta sẽ cùng xem một tiết mục văn nghệ mà các bạn đang luyện tập để cùng cho chương trình văn nghệ tối Noel 24. Chú ở Nga Sơn. Chú ở Nga Nga Thanh nhỉ? Không. Chú ở Nga Liên à? Chú ở đâu? Không phải làm gì. Chắc là cháu của con. Chú ơi, chú đi chung tay nha. Oh,
tăng gì vậy? Nghìn like rồi đấy. Nga xin biết. Là chú bảo này. 10 phút nữa chú bảo nhá. Vâng. Ok chú. Các bạn vừa xem xong một tiết mục biểu diễn tập văn nghệ của các bạn học sinh giáo xứ Liên Hải xã Nga Tiến. Hôm nay chúng ta sẽ đi thêm xung quanh nhà thờ nhá. Để xem trang trí như nào. Nhà thờ giáo xứ Liên Hải cũng rất là đẹp. Rất nhiều những đèn led được trang trí ở cây cây cảnh này. Đấy. Chúng ta đi vòng ra phía sau. Áo đen đeo khẩu trang trắng là vợ em nha Ad ơi. Ok bạn nhá. Hôm sau. Đây. Đây là ngọn núi núi Belem. Không biết đọc Belem có đúng không. Nhưng mà cứ đọc là núi Belem. Của nhà thờ nhá, phía sau nhá các bạn nhá. Ở đây thì không có đèn led nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây. Mình nghĩ là chưa bật thôi. Đấy. Hôm sau các bạn có thời gian thì có thể ghé qua nhà thờ giáo xứ Liên Hải xã Nga Tiến nhé. Đây, ở đây cũng rất nhiều những đèn led này, được trang trí cho những cây cảnh này, rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến hang đá, một góc của nhà thờ cũng rất là đẹp, trang trí rất là công phu. Ở nhà thờ giáo xứ Liên Hải thì có một điều rất là khác biệt, đó là các bạn có thể nhìn thấy cái dây led không? Đấy, cái dây led này nối từ trên ngọn thánh giá nhá, nối xuống nhá, rất là hoành tráng. Đây, đấy các bạn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Hai cây thông nhá, hai cây thông bằng đèn led này. Đấy, rồi bây giờ đi sang bên này xem. Xem cây thông này. Đây. Đây cũng là một cây thông. Rất là đẹp. Đấy. Đây, con đèn led này. Đẹp chưa? 5 tầng. 5 tầng luôn. Rất là đẹp. Rồi, ok. Hôm nay xin phép kết thúc luồng phát trực tiếp tại đây nhé. Chúc các bạn có một Giáng sinh vui vẻ. Chào tạm biệt.